Hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại channel của chúng ta. Sau những clip vừa qua thì mình đang hướng dẫn tất cả các bạn những cái chiến thuật rất tốt và hữu dụng. Còn đến với clip ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung chủ yếu cho tất cả các bạn cách chơi một vị tướng Enzo. Đây là một vị tướng ra mắt khá lâu rồi. Thì thường đầu tiên để clip này thì cho mình quên đang chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Clip trước Enzo mình có hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi Enzo một cách gọi là một cách gọi là cơ bản về một vị tướng Enzo. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi Enzo nâng cao, và chỉ một clip các bạn sẽ chơi Enzo rất là tốt. Và mình sẽ nói qua một chút điểm yếu điểm mạnh của vị tướng Enzo này. Điểm yếu của Enzo này mình vẫn nhấn mạnh từ clip trước, đó chính là nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chiêu hai của nó. Và các bạn có phải để ý cho mình thêm một chút, Enzo là một vị tướng nó sử dụng cho mình bộ ba chiêu thức rất là cơ đồng, và bộ ba chiêu thức đó chưa đủ để gây một sát thương có thể giết chết một vị tướng, và nó phụ thuộc chủ yếu vào một cái quan trọng đó là đo đánh thương các bạn nhé. Đo đánh thương của Enzo nó rất là quan trọng và tầm xa, cho nên các bạn đừng có mài sử dụng chiêu thức của Enzo mà không sử dụng chiêu bá đấy. Thì cách combo như thế nào để cho một vị tướng chuẩn trì của vị tướng Enzo, và mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo trúng khi đeo tìm được ôi rồi không thể tìm được các bạn ạ. Rồi ok đấy, đúng thật sự rồi. Ok, đầu tiên mà làm như vậy đầu tiên phải đấy, kéo trúng lớp chiêu 1 xong các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 và chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 3. Đó là một cách kết thúc đối phương thật là nhanh nhất. Nhưng mình sẽ có hai cách combo vì tưởng Enzo rất là đa dạng. Enzo combo đa dạng lắm, có thể khiến cho đối phương không thể áp lại mình. Cách combo thông thường thứ nhất, khi chúng ta kéo trúng chiêu 2, chúng ta sẽ lướt chiêu 1 lên để kéo tướng địch bay sát vào người mình. Sau đó mình sẽ kích hoạt chiêu 2 để bay ngược lại, và chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 3. Và cách combo của nó là 2 1 2 3. Đấy là cách combo của nó các bạn nhé. Có cách combo thứ hai nó khá là đa dạng, đó là khi chúng ta kích hoạt chiêu 2 xong, chúng ta sẽ kích hoạt luôn chiêu 3, xong chúng ta sẽ kích hoạt luôn chiêu 2, chiêu 1 và đánh thương. Đấy là hai cái combo gọi là chuẩn chỉ nhất của vị tướng Enzo. Còn tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách zone đám. Khi tất cả chúng ta chơi một vị tướng nào đi chăng nữa, chúng ta quan trọng nhất chúng ta phải biết cắn sát thương. Như chẳng hạn như vị tướng Enzo bay vào như thế nào cho hiệu quả, bay vào như thế nào cho hợp lý, không phải cứ kéo trúng là bay, cứ kéo trúng là vào. Thì muốn cắn được sát thương như vậy thì chúng ta phải phân tích team địch có những vị tướng nào. Và team địch có Esu nè, có Slim, có Alistair, ba đúng. Đấy, thì nôm na là như vậy. Thì chúng ta sẽ quan ngại nhất đó là vị tướng Alistair, bởi vì đó một vị tướng khống chế. Enzo là một vị tướng rất yếu, khi mà bị làm choáng và hiểu khống chế thì đó là một vị tướng rất yếu. Cho nên chúng ta sẽ ké những cái vị tướng không có khống chế cứng, chẳng hạn như Slim nè, hoặc là vị tướng Esu chẳng hạn, hoặc King Groot chẳng hạn. Đấy, con vị tướng đây, cả con này này bay lên này, kích hoạt. Khi chúng ta zone một vị tướng Alistair ấy thì chúng ta sẽ có đông đội ở đấy, thì khi chúng ta bị trói thì sẽ không bị gì cả. Nhưng nếu đấy là cái cách mà chúng ta đi lẻ đánh đơn, chúng ta sẽ luôn luôn là 1 cân 2 cân 3, thì chúng ta e dè vị tướng đấy. Còn các bạn này trúng, ôi trời ơi không trúng rồi. Quan trọng nhất thành bài tài chiêu 2 vị tướng Enzo đây. Đây là một vị tướng hầu như là nó phụ thuộc bậc nhất trong tất cả các chiêu luôn này. Không biết chẳng hạn mũ rát các bạn nhé. Đây quất đấy, cái cách nó khá đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng chiêu 2, chiêu 1 và giải kích hoạt là chiêu 2, hất tung lại nó lại, và sẽ dùng chiêu 3 là giết được một vị tướng địch. Đấy, cho nên các bạn phải cân nhắc cho mình một chút là khi các bạn cấp Enzo ấy, các bạn bị tỏa một cái thì coi như vị tướng này rất phê. Đây pha này này, kéo lên này, lướt lên, hất lại chiêu 3. Ôi quả bị trói rồi, ôi quả này không được các bạn nhé. Cái pha này là không được này, cho nên là mình sợ lắm, bởi vì nó có trói mình bay vào qua đấy là sẽ chết đấy. Cho nên là các bạn phải cấm nhau một chút. Với lại thứ hai này là mình sẽ nói ra một chút những vị tướng Enzo có thể khắc chế được và có thể bị khắc chế. Enzo là một vị tướng sợ nhất là choáng, thì nôm na những vị tướng đối đầu đi rừng là sợ nhất những vị tướng nào ạ? Thứ nhất là Nagaroth, thứ hai sẽ là các vị tướng zone sát thương mạnh như Karinak hoặc là như là Quý Lén đấy. Sợ nhất là những vị tướng đấy, hoặc nôm na là Triệu Vấn các bạn nhé. Đấy là nói chung hầu như đi rừng ấy thì rất là quan ngại những vị tướng đấy, nhưng không phải là sợ triệt để đâu. Chỉ cần các bạn để ý cho mình rằng khi các bạn đối đầu những cái vị tướng cao tơ, vị tướng Enzo đấy, các bạn chỉ cần xuất hiện, đừng để là một mục tiêu hoặc là con mồi của những vị tướng đấy thì sẽ đánh được đấy. Còn thực sự là
nhiều khi như bạn nói là chơi Enzo như thế nào cho tốt hả anh, thì quan trọng nhất đó chỉ là cái chiêu hai thôi. Mình chỉ nhấn mạnh vào những cái quan trọng nhất, đó là cái chiêu hai của vị tướng Enzo đấy. Các bạn kéo trúng thì các bạn sẽ gây được sát thương tốt. Người chơi Enzo tốt hay không tốt thì nó sẽ phụ thuộc vào chiêu hai, và chiêu hai của vị tướng Enzo nó hầu như là cái tâm kèo nó xá và rồng rất là rồng, nên các bạn sẽ rất là khó xịt đấy. Chẳng hạn như con kim rút này, quả này đấy, lao lên nó bật nó... Ôi, kích hoạt chiêu ba rồi. Còn với đối với nhưng vị tướng này chúng ta không nên kích hoạt chiêu hai làm gì các bạn nhé. Chúng ta sẽ lao lên và dồn đám. Ôi ui mảnh thế nhỉ, liêm luôn kìa. Rồi ok, mất liêm rồi, không sao. Về cách đi gánh và cách di chuyển thì các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ tập trung ké vào những vị tướng gọi là máu dày nhất. Chỉ cần khi về giữa game Enzo có thể là dồn chết đối phương, chỉ cần một cú kéo, chỉ cần kéo trúng các bạn ạ, bay vào một chém là chết, cái đó là sự thật đấy. Chẳng hạn tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi như vậy luôn, chỉ cần đủ đô. Và build đô của vị tướng Enzo này như nào ạ? Đó sẽ là lên cái kiếm tri hôn, dây tốc độ đánh, thương xuyên phá, phước cực kiếm. Build đô thứ tư đó sẽ là thành kiếm, và build đô thứ năm sẽ đó sẽ là ôi giời, chiêu hai mình không mất. Từ từ các bạn bình tĩnh nhá, mình phá ra con này cái đã, hồi chiếu đã đấy rồi. Kéo con Alistair này, đây kéo một kéo, ui sự kéo trúng cái sân lím ạ, bay vào một chiêu ba này. Ôi giời, chết rồi. Rồi khi vị tướng Enzo này, khi chúng ta kích hoạt được cái chiêu ba này ấy, thì khi chúng ta mà chiêu ba mà giết được người ấy thì nó sẽ nhận được cái nội tài tốc chảy và tăng thêm giảm sát thương khá tốt, cho nên cực kỳ trâu vị tướng Enzo này đấy. Thì vừa qua là những cái mà mình điểm qua vị tướng Enzo này cho tất cả các bạn chơi một cách gọi là cụ thể, và cách chơi vị tướng Enzo một cách hiệu quả nhất đấy. Dù các bạn chơi giỏi như thế nào chắc nửa mình cũng cần biết, nhưng chỉ cần chiêu hai các bạn xịt một cái là coi như là tối luôn đấy. Và vị tướng Enzo có điểm yếu, vị tướng này thì nó rất là nhiều điểm yếu. Theo mình đánh giá là ba cái, đó là chiêu hai này, máu dày này, và đội thứ ba là đó là Enzo rất là sửa choáng nhất. Chứ còn vị tướng nào sửa choáng như một vị tướng Enzo, kể cả khi tất cả các bạn thí triển chiêu thức các bạn chỉ cần bị choáng thì sẽ bị dừng ngay lập tức và sẽ không dùng được cái gì cả đấy, sẽ không dùng được. Chẳng hạn như những vị tướng khác bị choáng rất bình thường, như Enzo nó bị choáng rất là phế. Và chiêu hai của nó, cái hạn chế của nó là chiêu hai của nó sử dụng các bạn phải mất 1 đến 2 giây, các bạn phải vần các bạn mới có thể sử dụng được đấy. Nôm na là như vậy. Con điểm mạnh của nó đây, pha này mình chơi này lên. Ồ không được rồi, quả này ba đúng này đấy. Enzo là một vị tướng hiện tại đi lưng, theo mình xếp thì nó chỉ thua Karinak và Nagarov một chút, còn hầu như thì nó chả sờ bổ con ái cả luôn. Đây quất đấy, các bạn có thể thấy cách combo khá đơn giản chưa. Khi mình kèo trúng chiêu hai ấy thì mình sẽ kích hoạt luôn là chiêu một lướt lên để cho nó bay về người mình. Đấy, vào đây chơi luôn, đấy xuống bay này. Đấy, chém này, chém này. Ui, qua đây chơi luôn, mega kill. Kiếm rút kiểu em, được không? Rồi, ui, mega kill, chắc chắn mega kill. Mega kill phá này, chắc chắn 100%. Oh yeah, tuyệt vời. Đây là một cái phá mega kill của mình cực kỳ mạnh luôn. Các bạn có thể thấy là sức mạnh của vị tướng Enzo nó bá đạo như nào ạ. Các bạn thường mắc một cái lỗi vị tướng Enzo này một cái á, các bạn bị cuốn vào cái gọi là cái chiêu thức của vị Enzo ấy. Các bạn chơi Enzo các bạn thương chết cha chơi chiêu hai mình quăng thủng dưới, mất chiêu hai thì sướng bỏ đám hay cái gì đấy. Thế nhưng các bạn quên rằng đòn đánh thương của vị tướng Enzo mới là cái trọng điểm. Các bạn quên rằng là cái đòn đánh thương mới là cái trọng điểm các bạn nhé. Chẻ một lần 1700 máu ạ, thì các bạn thấy rằng là nó còn mạnh hơn cả cái chiêu thức. Chiêu thức của vị tướng Enzo chỉ là một cái phù cho Enzo để nó đánh thương thôi, chỉ là những cái khống chế cứng hoặc là để cho Enzo tiếp cận thôi các bạn nhé. Còn cái quan trọng vẫn là đòn đánh thương đấy. Chẳng hạn chiêu ba bay vào lính thì mất 2000 máu, nhưng đòn đánh thương 1700 máu. Khi các bạn sử dụng được chiêu ba lần thứ hai thì các bạn sẽ đánh thương được 2 đến 3 lần thôi đấy. Cho nên cái quan trọng các bạn sử dụng chuẩn chỉ nhất cái combo, các bạn đừng quên đánh thương nhé. Rồi thì tại cái thế trận này thì nó khá mạnh rồi. Thì những clip của mình làm ở trên kênh YouTube ấy thì hầu như sẽ tập trung những cái gọi là kỹ năng nó gọi là những, hầu như những clip của mình đều là chất lượng nhất. Và các bạn đừng quên đang giúp cho Lao đạt 1 triệu subscribe sớm nhất nhá. Thì còn đây Lao lên chưa bán đấy, các bạn thấy thế ghế chứ, bà chạy chứ, chạy đâu con xấu, đã chạy đâu chiêu hai đấy, chạy đâu. Ui xong rồi, ui cứu á, cứu mình còn ui đồ, ôi đồ. Ôi dồi ôi, gần chết cái pha này, hiếm quá các bạn ạ. May mắn quá. Thực sự là ăn được một pha mega kill, một triple kill với vị tướng Enzo này thôi. Với lần tất cả các bạn ơi, các bạn đừng quên rằng là nếu các bạn nào có nhu cầu muốn nick hoặc là làm gì đấy thì các bạn đừng quên là hãy vào shop mơ sướng.vn các bạn nhé.
sẽ được giảm giá vào thứ năm và chủ nhật, sẽ được giảm giá 45% trên mùa Nick VIP các bạn ạ. Nick VIP các bạn nhớ Nick VIP nhé. Và các bạn đừng quên rằng nếu các bạn quay ra đó mà đến nick của mình thì nó cũng chất lượng, nếu mà sai nick cái gì ấy thì bọn mình sẽ đề các bạn gấp 5 đến 10 lần. Và các bạn yên tâm rằng shop mới sướng thì đó là cái thương hiệu của mình đó, không bao giờ có những cái trường hợp mà muốn nick đều nick giả đó. Nếu có dịch trường hợp đấy thì mình khẳng định sẽ đề các bạn gấp 100 lần, không bao giờ có là như vậy luôn, mình khẳng định rất là tự tin như vậy đấy. Và bây giờ thì nó khá sánh thôi, quá sánh thôi. Còn nếu các bạn không hiểu gì về Enzo trong cái trận đấu này ấy, mình vẫn chưa nói về cái vấn đề là Enzo đi đường như thế đi như thế nào cho hiệu quả, gánh ở đường nào hay gánh như thế nào. Thực sự mình có thể nói được, bởi vì trong một trận đấu nó xảy ra hàng trăm cái trường hợp, cho nên mình không thể có một trường hợp cơ bản nào đó. Chứ trước mắt là mình sẽ đi gánh trường hợp đấy, một kèo chết rồi. Một em nào nữa, chín cái rút phải không? Rồi hai em, rồi kèo trúng Alistair trúng nó ngón này lên. Ôi không được các bạn ạ, nó còn chiếu trỏ các bạn nhé. Rồi một qua ra chiếu pha này, đây lao lên đây rồi, của Samsung sinh lao lên. Mình sửa bị trỏ biết ngay cho pha này, mình bị trỏ biết ngay mà kéo kia chết rồi. Trận đấu đến đây kết thúc rồi và tất cả bạn ơi, vũ như cần nhá. Mà yêu, đây là một clip Enzo cực kỳ mặn nhàn để dành tặng tất cả các bạn đấy. Rồi bye bye.